Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các sở ban ngành địa phương để triển khai kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, ngay báo cáo đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông tin những nội dung quan trọng liên quan đến việc thu thập thông tin thị trường lao động và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Những số liệu thông tin có được sẽ được tổng hợp để Sở có những tham mưu đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh về những chính sách liên quan đến công tác lao động, việc làm và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Về đề án giảm nghèo bền vững, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 9.703 hộ nghèo, tỷ lệ 2,99%, và 12.104 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,73%. Như vậy, so với cuối năm 2020, tỷ lệ nghèo cuối năm 2021 tiếp tục giảm thêm 0,46%, vượt chỉ tiêu đề ra là giảm 0,4%. Việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục kế thừa các thành tựu, khắc phục các tồn tại hạn chế về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mục tiêu tổng quát của đề án là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Với kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng, đề án sẽ thực hiện nhiều dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 như hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề án, đồng thời cũng đưa ra nhiều phương án đề xuất để việc thực hiện đề án đạt được hiệu quả cao nhất.